các bạn thấy trên màn hình đây là chiếc Exciter 155 và Exciter 150. Một bên là phiên bản cao cấp đầy đủ tính năng ABS và một bên là phiên bản giới hạn. Nhưng mà hai cái tem trên chiếc xe này nó đều ghi là special. Hôm nay mình sẽ làm video để báo giá xe cũng như là những cái tính năng nổi trội khác biệt của hai dòng xe này. Thì các bạn, mình đặt dây đem, bạn thấy cũng được cái kích thước độ dài của hai xe này, mình thấy các bạn thấy nó cũng tương đương nhau đúng không? Thông tin cửa hàng qua sẽ để dưới phần mô tả nha, các bạn xem phía dưới nha. Rồi mình sẽ đặt hai cạnh hai chiếc như thế này để cho các bạn dễ xem. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Nội dung chính của video này sẽ là so sánh về hai chiếc Exciter 155 và 150, hai phiên bản cao cấp nhất của hai dòng, để xem cái khoảng chênh lệch như vậy các bạn có nên nâng cấp hoặc là nên lựa chọn dòng 155 khi các bạn đang phân vân mua trong thời điểm này, hay chúng ta chỉ dừng lại mức Exciter 150. Rồi, đầu tiên sẽ là thông tin cửa hàng, các bạn xem dưới phần mô tả giúp qua nha, kéo xuống dưới nhấp vào chữ xem thêm, sẽ có tên, vị trí, số điện thoại liên hệ, địa chỉ, toàn bộ sẽ nằm ở phía dưới. Cái thứ hai đó là về cái giá xe, các bạn cũng rất là quan tâm. Đầu tiên là về Exciter 150 thì giá hiện tại ngay tại đại lý bên mình là 46 triệu và đang có chương trình khuyến mãi 500 nghìn, trong tháng 7 này là còn 45 triệu 500 nghìn đồng. Còn bên Exciter 155 thì nó sẽ có nhiều phiên bản dao động từ 48 triệu đến 55 triệu theo giá đề xuất của hãng. Tuy nhiên trong tháng 7 này sẽ có chương trình hỗ trợ 2 triệu đồng, giá mình báo chưa trừ 2 triệu. Ví dụ như các bạn đang xem màu đen mâm vàng, đây là phiên bản cao cấp có ABS thì nó 54 triệu và đang khuyến mãi 2 triệu còn 52 triệu đồng. Các bạn nào cần giá bán cụ thể từng phiên bản xem giúp mình video hồi đầu tháng nha. Rồi, đầu tiên là về kích thước hai chiếc xe này, sự khác biệt không quá nhiều nha các bạn. Có nhiều người vô cửa hàng nó, ủa chứ chiếc 155 nó bự hơn dữ vậy. Người ta cũng có quan niệm từ trước khi vô cửa hàng, cứ thấy ngoài đường cứ là 155 bự lắm, gồ ghề, cơ bắp bự lắm. Thật ra là về kích thước dài rộng cao, xem cho thông số kỹ thuật không chênh lệch nhiều. Đúng là nó có phần cơ bắp hơn, như các bạn thấy là cái phần đuôi nè, nó có phần bự hơn nè, đó, nó bẹt hơn. Nhưng mà về cái kích thước tổng thể xe là nó không chênh lệch nhiều nha. Và có nhiều khách hàng họ quan niệm chiếc 155 nó bự không phải là do kích thước xe mà do cái thiết kế của xe. Thì đầu tiên là về Exciter 150, các bạn thấy nó có một cái thiết kế thanh thoát hơn, một cái thiết kế gọn gàng hơn, một cái kiểu dáng quá thân thuộc, huyền thoại của dòng Exciter luôn rồi. Tới thời điểm này là 155 nó ra mắt cỡ 3 năm rồi mà 150 vẫn chưa ngừng sản xuất. Điều đó đánh dấu mốc gì? Cái mốc sự kiện đó là ngừng sản xuất là sẽ có chuyện với khách hàng liền, người ta sẽ đi kiếm liền, tăng giá, hiếm hàng, tất cả mọi thứ đều sẽ diễn ra vào thời điểm ngừng sản xuất. Chính vì thế Yamaha không ngừng sản xuất, đó là một quyết định cũng khá là sáng suốt ha, bởi vì nhiều khách hàng vẫn thích 150. Còn 155 từ cuối năm 2023 nó vuốt nhọn cái mặt nạ với cái mão là mình đã thích rồi ha. Đúng là nó có phần cơ bắp hơn, nó có phần mạnh mẽ hơn, những được cắt xẻ của nó sẽ rõ ràng hơn và nó mạnh mẽ hơn, kiểu dáng của nó thể thao hơn. Mỗi người một cái sở thích, cho nên là mình sẽ không khen chiếc nào đẹp hơn chiếc nào, mắt mỗi người mỗi khác. Có người thích màu đỏ, có người thích màu xanh, không thể bắt người khác theo mình được. Giải thích tại sao mình làm lại cái video này, ngày xưa mình cũng có làm một cái rồi, là bởi vì có nhiều người á, họ đi coi xe, tới bây giờ dắt vô cửa hàng, chê, anh coi chiếc Exciter, cái chiếc 150, chiếc 155 đậu kế nhau luôn, mà họ còn chưa phân biệt được nữa. Bạn thấy, mấy bạn là một người quan tâm xe, nhưng mình là một nhân viên mà ngày nào mình cũng tiếp xúc với chiếc này hết, thì mình thấy khác biệt rất là lớn. Nhưng mà có nhiều khách hàng, họ lần đầu tiên họ tiếp xúc, họ đôi khi họ chưa phân biệt được cái chiếc này kiểu dáng khác nhau gì nữa, đặc biệt là các phụ huynh đi coi cho con nhỏ. Em mà mình thấy cái này nó không hợp lý lắm nha. Thường á là cha mẹ sẽ đi coi cho con trai, mặc dù không biết con trai thích phiên bản nào, không biết con trai thích màu nào, không biết con trai thích dòng nào, mà cũng đi coi. Đi coi về xong hỏi ý kiến, nói là không bao giờ thấy những khách nó quay lại luôn á. Chứ mình nghĩ đã mua cho con trai rồi, tốt nhất dắt nó ra đi để cho nó lựa. Còn sự khác biệt về tính năng của hai dòng xe này, đầu tiên là sẽ khác cái cách bố trí đèn, cái vị trí đặt đèn. Đầu tiên là về đèn, xe, hai xe đều sẽ sử dụng đèn LED trắng hết. Và ở 150 thì pha cos nó sẽ nằm chung ở cái trên đầu đèn như thế này. Hai bóng phía hai bên là đèn trước gần, ở giữa là đèn giữa xa, và nó sẽ nằm ở chung một cái chóa đèn như vậy. Ở dưới này sẽ là đèn đề mi và đèn xi nhan là nằm ở dưới chót. Đèn đề mi thì nó sẽ luôn sáng ha. Và có xe này vẫn tắt được bình thường nha các bạn. Lát nữa mình quay tới cụm công tắc cho mấy bạn xem. Còn ở bên Exciter 150 thì đây là một cái thiết kế riêng biệt của nhà Yamaha. Hiện tại chỉ có Exciter 155 mới có, mình không nói hãng khác. Thì cái đèn
pha có nó tách kia kia. Ở trên là đèn chiếu gần, ở dưới đèn chiếu xa. Đèn chiếu xa ở dưới nó sẽ chung với cái bóng đèn mì luôn. Đèn xi nhan nó sẽ nằm dưới cùng giống chiếc bên kia. Các bạn chỉ bật được một bóng trong một thời điểm, tức là bật đèn chiếu gần thì đèn chiếu xa ở dưới nó sẽ tắt, bật đèn ở dưới thì đèn ở trên nó sẽ tắt. Trừ khi nào mấy bạn đấu dây gì đó thì chúng ta không nói, đang nói tới cái bảng zin nguyên con từ nhà máy. Còn về phuộc thì các bạn thấy nó vẫn nhỏ như nhau. Và cái hành trình phuộc của Exciter 155 đã có dài hơn so với 150, là đã có sự cải tiến ở đây. Và mà đã công bố từ năm 2021 lần cơ. Ở chỗ này nó sẽ không có hai cái miếng này nha các bạn. Bên này gắn thêm nha. Còn 155 á, thì cái miếng này nó có sẵn nè. Cái miếng che, cái lớp máy có sẵn. Còn 150 chiếc này mình gắn thêm đó. Chứ bản gốc của nó trống trơn à. Gắn thêm thì tính thêm tiền nha mấy má. Chỉ 155 thì nó có sẵn, còn 150 gắn thêm tiền phụ kiện nhập vô tính tiền. Chiếc này tất cả phiên bản đều là phanh đĩa theo dòng 1 piston. Còn ở bên 155 thì nó sẽ có nhiều phiên bản. Và ở phiên bản cao cấp này là phanh đĩa theo dòng 2 piston. Và đặc biệt nó sẽ có hệ thống chống bớt cứng phanh ABS, giúp an toàn hơn khi chúng ta di chuyển trên đường. Thắng gấp gì đó nó hạn chế cái khả năng bó cứng cái thắng, nó hạn chế khả năng trơn trượt bánh. Và cái thắng đĩa của nó, cái đĩa của nó sẽ có kích thước lớn hơn. Về cái phần vỏ thì cả hai đều là vỏ không ruột và có cùng một cái kích thước như nhau là 90, 80, 17 inch. Và cái thiết kế hay cái vỏ của 150 và đời sau 155 cùng một kích thước mà thấy cũng hay, sẽ tiện cho khách hàng thay đồ và tiện cho nhân viên bán phụ tùng. Người ta bán nó cũng sẽ dễ dàng hơn, cả khách lẫn đại lý đều sẽ dễ dàng hơn khi mà có một cái thiết kế cùng một cái kích thước như thế này và thay cho nhau được luôn. Rồi, bên cầm công tắc, 150 là cái bộ công tắc mình thích nhất trên tất cả các dòng xe hiện tại. Có công tắc đèn nè, có công tắc phụ nè, mặt đồng hồ thì mặt đồng hồ điện tử rồi, phiên bản hơn 40 triệu mà, passing đầy đủ, và có passing đầy đủ. Ở bên này thì nó cũng giống như bên kia, rất thích vị trí đặt kèn ha. Nhưng cái công tắc đèn đã bị thay thế bởi công tắc đèn hazard, tức là chúng ta sẽ không tắt được cái đèn pha có ở phía. Mà cái công tắc đèn đó bật lên là nó sẽ nháy bốn bóng đèn xi nhan, đèn hazard giống như xe nhập khẩu. Và cái mặt đồng hồ của nó trơn láng nhìn rất là hiện đại ha. Ở phiên bản 155 mình thích cái kiểu dáng mặt đồng hồ của nó hơn. Rồi, về ổ khóa thì 150 nó chỉ có một phiên bản duy nhất là sử dụng khóa chìa, không có phiên bản nào khóa thông minh hết. Exciter 155 thì nó sẽ có phiên bản khóa chìa lẫn phiên bản khóa thông minh cho các bạn lựa chọn. Và sẽ có sạc điện thoại khi các bạn mua phiên bản khóa thông minh, sạc 12V, mua một cái tàu chuyển đổi. Bên 150 thì nó không có. Mức tiêu hao nhiên liệu của 150 là 2.0 lít trên 100 cây. Và bên 155 nó cũng ngang ngửa là 1.99 lít trên 100 cây, tức là nó xem nha, 1 lít xăng sẽ đi trung bình tầm khoảng cỡ 50 cây. Đó là mức công bố của nhà máy. Tuy nhiên chúng ta chạy sẽ chọn một cái mức tiêu nhiên liệu khác nữa. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái cốp cho mấy bạn xem thì trùng hợp ngẫu nhiên một thế nào cốp xe của hai chiếc này không có đựng được cái gì hết. Chiếc này sẽ có dung tích bình xăng là tầm khoảng 4.2 lít. Phiên bản 150 nó sẽ có một cái remote tìm xe. Các bạn ấn vô nó kiểu tít tít nháy bóng đèn xi nhan á. Đó, chế độ hành thì vẫn 3 năm bình thường. Ở bên này thì sẽ có một cái bình xăng lớn hơn bên kia nhiều, 5.4 lít cho cái bình xăng này. Và phiên bản khóa Smart Key thì sẽ sử dụng remote chứ không có xài chìa. Và nó sẽ có cái mật mã 6 số nữa. Remote này cũng sẽ có chức năng tìm xe. Lưu ý là bình xăng lớn hơn, số lỗ phun xăng và góc phun xăng cũng tăng nhiều hơn so với 150. Đó. Và hai xe này đều không có cái cốp để đồ, xe thể thao mà. Đó. Với bình xăng này chúng ta sẽ đi một cái quãng đường dài hơn so với xe bên kia. Tuy nhiên cái yên của nó sẽ phong cách solo, phong cách này nhiều bạn không thích, tức là nó sẽ có hai tầng á và nó sẽ có độ dốc á. Còn bên 150 thì nó sẽ có cái phần nó phẳng hơn, dễ ngồi hơn. Bên kia thì nó sẽ có phần dốc hơn. Nhiều bạn thích cái thiết kế này bên 150 nhiều hơn. Mình biết là nhiều bạn rất là thích gắn cái cục máy 155, thích công nghệ của 155 gắn qua dàn áo 150. Nhưng mà không, bên kia nó có một cái khung sườn hoàn toàn mới để cho nó phù hợp với cái khối động cơ và công nghệ như vậy. 117kg, 149.8, 149 thì đặt 150 ha. Xe này nó sẽ nặng 117kg, 5 số, cần số 1 càng 1 triệu á. Xe này nó chỉ có 5 số nha. Thắng sau của nó sẽ là thắng đĩa luôn. Động cơ xe là 4 thì 4 van SOHC làm mát bằng dung dịch.
và sẽ có cái công suất tối đa là 11.3 kW tại 8.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 13.8 Nm tại 7.000 vòng trên phút. Còn bên này Exciter 155 thì động cơ nó cũng là 4 kỳ 4 van đến 4 xe làm mát bằng dung dịch và nó sẽ có van biến thiền vì vậy. Cái cân nặng của xe này sẽ là 123 kg, nó sẽ có nhiều phiên bản, mỗi phiên bản sẽ có một số cân nặng khác nhau. Xe này nó cũng cần số 1 càng nhưng mà nó sẽ là 6 số. Cái sợi sơn á, của xe này sẽ có cái phốt cao su, nó giảm cái độ ồn so với chiếc 150 kế bên và tăng cái tuổi thọ của cái sợi dây xích này lên. Và cái công suất tối đa của chiếc xe này là 13.2 kW tại 9.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 14.4 Nm tại 8.000 vòng trên phút. Động cơ nó mạnh mẽ hơn, mình nhớ không làm hình như Yamaha có 47% á, so với chiếc kế bên, cho nên là nó sẽ mạnh hơn nhiều. Ngoài ra cái xe thắng đĩa không có ABS nhưng nó sẽ có bộ nồi chống trượt, có chống trượt côn, chống trượt bánh sau, Exit Slipper, bên chiếc đời cũ không có. Nó hạn chế cái khả năng bó cứng bánh sau, nó giống như một cái ABS nằm phía sau luôn. Về sau này thì riêng 155 nó sẽ có một cái miếng gang, miếng thép tạo cái vị thế là nó chắc chắn hơn. Ở bên này nó sẽ không có cái miếng đó. Đèn biển số thì vẫn có, đèn xi nhan nó vẫn lồi sang hai bên, nó vẫn rời như vậy. Chúng ta gắn xi nhan độ vậy. Nhưng mà cái dàn 150 nó sẽ rời khỏi xi nhan, còn xi nhan của 155 nó sẽ nằm ở phía trong, là lòi ra từ cái dè của chiếc 155. Các bạn hiểu vấn đề không? Nó không có rời giống như 150. Khoảng sáng gầm của 150 là 155, khoảng sáng gầm của 155 là 150. Nghe bị rối không? Có một cái điều mấy bạn cũng có thắc mắc nhưng mà mình nghĩ không đáng kể, đó là về cái độ cao yên. Độ cao yên hai xe này ngang nhau là 795, cho nên là các bạn có thể không cần quá phân vân về cái độ cao yên này, không cần quá lo lắng khi các bạn đổi xe chẳng hạn. Nó sẽ phù hợp với những bạn khoảng 1m6 là các bạn có thể nhón nhón là chạy được rồi đó. 1m65 thì chạy đẹp rồi, 1m7 là quá đẹp luôn rồi đúng không? Và tất nhiên vỏ sau của xe này cũng sẽ bằng nhau là 120/70 17 inch và cũng là vỏ không ruột. Tất cả các loại xe bên mình sẽ có chương trình hỗ trợ trả góp, các bạn có thể trả trước là từ 20% tới 70% giá trị xe. Thủ tục chỉ cần căn cứ công dân có chip từ 18 tuổi trở lên là được. Rồi và sẽ có chương trình thu xe cũ đổi xe mới nữa. Các bạn nào muốn bán xe cứ đem đến đại lý, sẽ có nhân viên thẩm định báo giá cho các bạn nha. Rồi, thông tin nhắc lại một lần nữa nằm dưới phần mô tả. Đến đây thì video mình cũng xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video sau nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye.